Thưa quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cà phê Hotline. Thông qua đường dây nóng 0901812999 của kênh VTC9, chúng tôi nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người dân phản ánh thực trạng tuyến đường Nguyễn Đồng Chi trên địa bàn xuất hiện chợ tự phát trong nhiều năm qua. Hoạt động mua bán diễn ra trên hè phố gây cản trở giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Theo phản ánh, tuyến đường Nguyễn Đồng Chi thuộc phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tại khu vực điểm ngõ 69 hướng ra đường Hàm Nghi, chợ tự phát đã xuất hiện nhiều năm. Vào giờ cao điểm, giao thông đông đúc, người dân di chuyển khó do gặp phải cảnh mua bán nhộn nhịp ngay trên hè phố. Theo người dân, việc kinh doanh buôn bán trên do nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn cần phải đảm bảo trật tự đô thị, không lấn chiếm lòng lề đường, đặt dưới sự quản lý của chính quyền địa phương. Khán giả mong muốn cơ quan chức năng phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm cần kiểm tra xử lý chấn chỉnh tình trạng trên.